Cô chào các em. Chào mừng các em đến với nội dung ôn thi giữa học kỳ 2 môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7. Đầu tiên là về giới hạn ôn, chúng ta sẽ ôn hai chủ đề. Chủ đề 6, sống hòa hợp trong cộng đồng. Chủ đề 7, góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính. Về hình thức, đề thi chúng ta sẽ là hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận. Phần trắc nghiệm, 24 câu tương ứng 6 điểm. Phần tự luận, 2 câu tương ứng 4 điểm. Thời gian làm bài của chúng ta là 45 phút. Đầu tiên chúng ta sẽ bước vào phần trắc nghiệm các em nhé. Câu 1. Cứ sau 3 tháng điều kiện có thể hiến máu lại, Hà lại đến Bệnh viện Huyết học máu Trung ương để hiến máu với mong muốn có thể cứu giúp được nhiều người bệnh. Em thấy Hà là người như thế nào? A. Hà là người sống tình cảm, có trách nhiệm. B. Hà là người không biết nghĩ. C. Hà là người vô tâm. D. Hà là người làm bất đắc dĩ. Và đáp án đúng của chúng ta chính là câu A. Hà là người sống tình cảm, có trách nhiệm. Câu hỏi số 2. Để ủng hộ cho các bạn học sinh gặp khó khăn trong đợt lũ lụt miền Trung vừa rồi, Trung đem gom lại hết sách vở cũ, quần áo cũ vẫn mặc được đem đi quyên góp. Em suy nghĩ gì về việc làm của Trung? A. Đồng tình với việc làm của Trung. B. Không đồng tình với việc làm của Trung. C. Không quan tâm vì không ảnh hưởng tới mình. D. Ủng hộ nhưng không thoải mái. Và đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Đồng tình với việc làm của bạn Trung. Câu hỏi số 3. Những hành vi thiếu văn minh có thể gây ra những ảnh hưởng như thế nào? A. Làm mất mỹ quan đô thị. B. Gây ra tranh chấp bất hòa giữa người với người. C. Để lại ấn tượng xấu cho mọi người xung quanh. D. Tất cả các phương án trên. Và đáp án của chúng ta là đáp án D. Tất cả các phương án trên. Câu 4. Chúng ta nên có thái độ như thế nào với những hành vi thiếu văn minh? A. Trực tiếp lên án các hành vi đó. B. Thờ ơ không quan tâm. C. Giả vờ không nhìn thấy. D. Cười nói lớn tiếng. Và đáp án chính xác của chúng ta chính là đáp án A. Trực tiếp lên án những hành vi đó. Câu 5. Hành động nào dưới đây thể hiện cách ứng xử văn minh khi nói cười nơi công cộng? A. Tranh luận gay gắt trong thư viện. B. Nói chuyện thì thầm trong rạp chiếu phim. C. Kể chuyện với bạn khi ngồi trên xe buýt và phá lên cười rất to. D. Cãi nhau to tiếng khi mẹ gọi điện hỏi bao giờ đi chơi với bạn về. Và đáp án chính xác của chúng ta chính là đáp án B. Nói chuyện thì thầm trong rạp chiếu phim. Câu 6. Hành động nào thể hiện ứng xử thiếu văn minh nơi khi nói cười nơi công cộng? A. Cãi nhau to tiếng trên đường. B. Nói chuyện thì thầm trong rạp chiếu phim. C. Đi nhẹ nói khẽ trong thư viện. D. Ra chỗ vắng người để nghe điện thoại khi đang ngồi cùng bạn. Và đáp án của chúng ta chính là đáp án A. Cãi to tiếng trên đường. Câu hỏi số 7. Khi xếp hàng vào thang máy, hành động nào sau đây là hoàn toàn không nên? A. Đứng đúng hàng. B. Ra vào thang máy theo thứ tự. C. Chen hàng để vào thang máy trước. D. Giữ khoảng cách phù hợp với người đứng trước và đứng sau. Đáp án của chúng ta là đáp án C. Chen hàng để vào thang máy trước. Câu 8. Đâu là trang phục phù hợp khi vào viếng lăng Bác? A. Áo hai dây. B. Váy ngắn trên đầu gối. C. Áo hở vai. D. Áo cộc hoặc là áo dài tay, quần hoặc váy dài qua gối. Và đáp án của chúng ta chính là đáp án D. Câu 9. Làm thế nào để nói cười đủ nghe nơi công cộng? A. Giữ khoảng cách phù hợp giữa người nói với người nghe. B. Nói âm lượng vừa đủ. C. Cả A và B đều đúng. D. Cả A và B đều sai. Như vậy, đáp án đúng của chúng ta chính là đáp án
C. Cả A và B đều đúng. Câu 10. Xếp hàng nơi công cộng như thế nào là đúng? A. Đứng đúng hàng. B. Tuyệt đối không chen lấn xô đẩy. C. Giữ khoảng cách nhất định với người đứng trước và người đứng sau. D. Tất cả các phương án trên. Như vậy, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D, tất cả các phương án trên. Câu 11. Làm thế nào để lựa chọn trang phục phù hợp khi đến nơi công cộng? A. Thực hiện đúng yêu cầu về trang phục ở nơi mình đến. B. Chọn trang phục phù hợp với thời tiết và mục đích hoạt động. C. Cả A và B đều đúng. D. Cả A và B đều sai. Như vậy, đáp án của chúng ta là đáp án C. Cả A và B đều đúng. Câu 12. Theo em, chúng ta nhận được gì khi có cách ứng xử đúng nơi công cộng? A. Sự tôn trọng quý mến của mọi người xung quanh. B. Sự dè bỉu xa lánh của mọi người. C. Sự khó chịu của mọi người. D. Không nhận được gì vì nơi công cộng. Toàn những người chúng ta không quen biết. Và đáp án chính xác đó chính là đáp án A. Sự tôn trọng quý mến của mọi người xung quanh. Câu 13. Tại sao cần có quan hệ tốt đẹp với những người hàng xóm xung quanh mình? A. Vì họ mang lại nhiều lợi ích cho ta. B. Vì họ tham gia các hoạt động cộng đồng và sẵn sàng giúp đỡ ta khi ta gặp khó khăn. C. Vì họ giúp đỡ khi ta cần. D. Vì họ luôn làm theo sở thích của ta. Và đáp án chính xác đó là đáp án B. Vì họ tham gia hoạt động cộng đồng và sẵn sàng giúp đỡ khi ta gặp khó khăn. Câu 14. Khi xây dựng một sản phẩm tuyên truyền, yêu cầu về ngôn ngữ phải như thế nào? A. Tha thiết chân thành. B. Nghiêm túc cứng rắn. C. Mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu. D. Cả A và B đều đúng. Và đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Cả A và B đều đúng. Khi có người nói chuyện to tiếng trong rạp chiếu phim, em nên làm gì? A. Lặng lẽ đổi chỗ để tiếp tục xem phim. B. Góp ý nhẹ nhàng, yêu cầu họ nói chuyện bé tiếng lại. C. Không lên tiếng vì mọi người xung quanh cũng không ai có ý kiến gì. D. Tất cả các phương án trên. Và đáp án của chúng ta đó chính là đáp án B. Góp ý nhẹ nhàng, yêu cầu họ nói chuyện bé tiếng lại. Câu 16. Là học sinh, em có thể tham gia các hoạt động cộng đồng không? Vì sao? A. Có, miễn là những hoạt động phù hợp với sức khỏe, năng lực và thời gian cá nhân. B. Có, vì các hoạt động cộng đồng khá đơn giản, dễ dàng thực hiện. C. Không, vì các hoạt động cộng đồng chỉ dành cho người lớn. D. Không, vì các hoạt động không phù hợp với lứa tuổi học sinh. Và đáp án chính xác của chúng ta đó chính là đáp án A. Câu 17. Khi tìm hiểu kỹ càng về cộng đồng và các tổ chức trong cộng đồng sẽ giúp chúng ta A. Không giúp ích gì cả. B. Giúp chúng ta dễ dàng thuận lợi hơn khi tham gia các hoạt động cộng đồng. C. Khiến chúng ta cảm thấy các hoạt động tẻ nhạt không thú vị. D. Mất thời gian, không có lợi ích gì. Và đáp án chính xác của chúng ta chính là đáp án B. Câu 18. Thiếu niên chúng ta sẽ được gì khi tham gia các hoạt động cộng đồng? A. Cảm thấy bản thân sống có ý nghĩa hơn. B. Hình thành kỹ năng cho bản thân. C. Có thể đồng cảm, biết giúp đỡ người khác. Và D. Tất cả các ý trên. Và đáp án đúng của chúng ta chính là đáp án D. Câu 19. Tại sao gia đình bạn nên chung tay giúp cộng đồng? A. Là hành động tốt. B. Lấp đầy thời gian rảnh rỗi một cách khôn ngoan. C. Có trách nhiệm hơn trong những việc làm của mình tại cộng đồng. D. Tất cả đáp án trên. Và đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Câu 20. Những lưu ý khi lựa chọn một hoạt động cộng đồng có thể tham gia. A. Phù hợp với sức khỏe, năng lực và thời gian của bản thân. B. Thích là tham gia, không quan tâm đến những cách khác.
C. Tìm kiếm trên Internet thấy cái nào hay ho là tham gia. D. Thích tổ chức nào thì tham gia tổ chức đó. Và đáp án của chúng ta chính là đáp án A. Câu 21. Xã hội ngày càng tốt đẹp là nhờ A. Chất lượng cuộc sống của con người. B. Mối quan hệ cộng đồng hợp tác và tôn trọng nhau. C. Kinh tế của đất nước. D. Lối sống của người dân. Và đáp án đúng chính là đáp án B. Câu 22. Có những cách nào thể hiện mối quan hệ cộng đồng? A. Luôn lạc quan yêu đời. B. Thể hiện sự đồng cảm, biết giúp đỡ người khác. C. Tham gia các hoạt động cộng đồng. D. Tất cả các cách trên. Và đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Câu 23. Các hành động dưới đây, đâu là hành động thiếu văn minh nơi công cộng? A. Chen lấn không xếp hàng khi mua vé. B. Không nhường chỗ cho người già trên xe buýt. C. Vứt rác bừa bãi ở công viên. D. Tất cả các phương án trên. Và đáp án của chúng ta chính là đáp án D. Tất cả các phương án trên. Câu 24. Chúng ta có thể tuyên truyền về ứng xử văn minh nơi công cộng qua phương tiện nào? A. Qua Internet. B. Qua báo đài. C. Qua các buổi diễn thuyết ở trường học, nhà văn hóa, v.v. D. Tất cả các phương án trên. Và đáp án đúng của chúng ta chính là đáp án D. Cô trò chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần tự luận. Câu hỏi đầu tiên. Nêu nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính. Các bạn có thể theo dõi phần gợi ý của cô. Nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính đó là khói bụi từ các phương tiện giao thông, khói thải, khí thải từ các nhà máy vào không khí, sự xói mòn đất, đồi núi làm đất bị bạc màu, và chặt phá rừng bừa bãi gây ra hạn hán, vân vân. Câu 2. Nêu ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính đến sự sống trên trái đất. Thứ nhất, hiệu ứng nhà kính có thể gây ra hiện tượng băng tan, thiếu hụt nguồn nước, môi trường sống của các sinh vật và sức khỏe của con người sẽ bị ảnh hưởng. Câu 3. Chỉ ra những hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hóa khi tham gia các hoạt động trong cộng đồng. Như vậy chúng ta có thể theo dõi cái phần gợi ý của cô. Đó là lễ phép với người lớn, thân thiện nhường nhịn trẻ nhỏ, mặc trang phục phù hợp với địa điểm và hoạt động, nói lời cảm ơn khi được giúp đỡ, xin lỗi khi làm phiền tới người khác, xếp hàng khi sử dụng các dịch vụ công cộng. Câu 4. Xác định các nguyên tắc khi tham gia hoạt động trong cộng đồng. Chúng ta sẽ có các nguyên tắc, nhất đó là có trách nhiệm với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có thái độ tích cực, vui vẻ, hòa nhập và tôn trọng sự khác biệt. Cô chúc các em ôn tập và thi đạt kết quả tốt nhất. Cô chào các em.